Sự kiện võ thuật MMA Lion Championship 10 tại Phú Quốc, Kiên Giang đã kết thúc với những màn trình diễn ấn tượng của 12 võ sĩ và 6 cặp đấu đầy kịch tính. Trong hạng cân nam 65kg, võ sĩ Đài Đen Jiu-Jitsu đến từ Brazil Felipe Nigochedo đã thể hiện đẳng cấp bằng chiến thắng trước nhà vô địch MMA châu Á Nguyễn Tiến Long. Nigochedo đã thể hiện sự vượt trội của mình khi kịp thời áp sát và bắt đối thủ bằng đòn siết cổ từ phía sau, Rinekitsu. Sau một vài đòn đánh đầu trận, sau 3 trận thắng liên tiếp, Nigochedo đã giành quyền tranh đai vô địch với nhà đương kim Niêm Văn Ý. Trong hạng cân nữ 52kg, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc tiếp tục bảo vệ thành công đai vô địch của mình trước đối thủ Hồ Thị Ngọc Bích. Thanh Trúc đã chiếm ưu thế từ đầu trận và kết thúc cuộc đấu bằng đòn xoắn gối, heel hook ở hiệp thứ 2, bảo vệ thành công đai vô địch danh giá. Cô trở thành võ sĩ thứ 3 bảo vệ thành công đai trong sự kiện Lion Championship 10. Tại hạng cân nữ 60kg, võ sĩ người Mỹ Chelsea Caswell đã hoàn toàn áp đảo đối thủ Nguyễn.